Rồi, hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm của tôi nha. Rồi bữa nay mình lại tiếp tục quay máy cắt cho mấy bạn xem nha các bạn. Rồi bữa nay là cảnh chuyển đồng mới mấy bạn ơi. Hiện giờ là mình đang có mặt ở kênh Ganh, nó giáp với Cờ Đỏ mấy bạn. Rồi bây giờ là chiếc máy trước mắt của mấy bạn là chiếc máy cắt lúa Kubota DC70 nha. Rồi phía trên kia thì có chiếc 93 mới chát luôn, nó đang chạy cảnh. mới mấy bạn ơi. Giờ là cắt lúa lên cội mấy bạn ơi. Bên đây mấy cuộn gom nó chắc gom vô nhiều quá trời nè mấy bạn. Chuẩn bị ghe lại cái là chở đi luôn nha. Rồi bên kia cũng 70 mấy bạn ơi, máy chát luôn nè. Bên kia nó hơi xa mấy bạn. Rồi nó đang cắt rồi mấy bạn ơi, chiếc đó nhìn thấy tương đối mới nha. Mấy cậu lúa đang đi gom lúa các bạn ơi, chạy quá chạy rồi. Giờ chắc lúa lên cậu để đem vô bãi nha. Rồi lúa chuẩn bị chắc vô cậu luôn mấy bạn ơi. Rồi giờ là chuẩn bị lên gấp chắc vào bãi nha. Lên dốc các bạn ơi. Rồi giờ xem anh em chắc lúa vô bãi các bạn ơi. Rồi cắt nhanh nha. Quá vậy quá vậy. Xong hết bên đó. nãy giờ mới có 2 cộ nữa các bạn, 2 cộ mà nó nhiều cái gì nè. Rồi xong xuôi các bạn ơi, rồi tiếp tục ra gom tiếp. Rồi phía xa xa là chiếc máy cuộn gom nè, rồi nó chạy ok ha.